Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người cái bản Windows 10 mình vừa mới làm. Và chủ yếu cái bản này dành cho những cái máy tính mà cấu hình rất là thấp thôi. Thậm chí cái máy tính mà Pentium đời 2008, 2009 vẫn còn chạy cái bản này ngon hơn. Sở dĩ vì sao mình nói đây là cái bản Win xịn bởi vì là ở đây là Win 10 hoàn toàn là không có những cái phần mềm đi kèm như là Photo hoặc là camera vân vân vân. Và đây là cái bản Win 10 LTSB. Và nó cái bản LTSB này nó cũng tương tự như là cái Win 7 mà các bạn hay dùng thôi. Và mình cài ở đây là 2016 nhưng mình không có cài bản cao hơn. Cài bản cao hơn là nhiều tính năng sợ máy ấy, nó tải không nổi. Và đây là tất cả một số cái phần mềm mình cài. Có tất cả 33 phần mềm, chủ yếu là những cái phần mềm cơ bản thôi chứ không có cài gì cao cấp hết. Và cái mức độ chiếm tài nguyên máy tính nó cũng khá là khiêm tốn chứ nó không có nặng nề như những cái bản kia mình làm. Đối với những cái máy mà RAM 2GB cũng có thể chạy bản này được. Thậm chí RAM 3 hoặc 4GB, thậm chí những cái máy tính mà có hình mà RAM 2 cũng chạy được, không nhất thiết phải nâng cấp làm gì. Đây, cấu hình cái mức độ chiếm tài nguyên khá là ít. Mức độ chiếm của OC nó cũng ít luôn. Hồi trước là mình làm cái Windows 10 cái mức độ chiếm OC của nó là hai mấy 30GB, còn bây giờ nó chiếm cỡ 15,7GB. Đã cài sẵn phần mềm cơ bản rồi. Nó chiếm chừng đó, con số rất là ấn tượng. Và có một cái thay đổi nữa đó là tất cả mọi file bạn download là nó sẽ không lưu vào admin. Download nó sẽ không có lưu vào đây mà nó lưu thẳng ở ngoài cái thư mục này ở ngoài desktop luôn. Nghĩa là tất cả các file bạn download về là tự động nó lưu vào trong này. Đó là một cải tiến nhỏ. Với lại tất cả các phần mềm ở trong này là đều dùng mã xịn để mà bẻ khóa, hay nói cách khác là dùng mã xịn để kích hoạt chứ không có dùng công cụ để crack, bởi vì là như chúng ta biết là crack là tạo ác, với lại crack là sau này sau 6 tháng thì các bạn phải crack lại, nó rất là mệt mỏi và một số cái phần mềm như virus nó sẽ phát hiện ra là bạn crack, nó sẽ tích còi liền. Đây để mình chỉ cho bạn xem. Product Activated bằng cây xịn nhé. Windows cũng vậy. Nó để Activated. Để mình vào lệnh xem lên mình xem. Đấy, Permanently Activated là phần mềm kích hoạt vĩnh viễn, có nghĩa là có bản quyền dùng cái mã bản quyền hẳn hoi để mà kích hoạt chứ không có dùng những cái phần mềm trôi nổi. Mà dùng những cái phần mềm trôi nổi là chỉ cho bạn dùng tối đa là 6 tháng thôi. Đấy, Digital License là cái mã xịn để mà dùng luôn. Và tiêu chí của mình làm cái bản này là chủ yếu là nhanh, mượt, nhẹ và nói hoàn toàn nói không với crack. Là để đem đến cho mọi người có một cái trải nghiệm nó rất là tốt. Và ở đây có một cái đặc điểm đặc biệt đó là ở những cái bản gỗ khác thì mình cài POSIX hoặc là Adobe, tuy nhiên cái bản này mình dùng Nitro Pro 8. Nitro Pro 8 này nó còn hơn cả thằng Adobe mà nó cũng còn hơn cả cái thằng POSIX nữa, bởi vì là cái phần mềm này ngoài chức năng mà mình đọc file PDF ra, mình còn có khả năng mình xuất file PDF ra nhiều dạng khác như là Word, Excel rồi PowerPoint rồi vân vân. Và ở đây mình có cài sẵn cái công cụ để chặn cái update, đó là stop update, và cái công cụ để quản lý OSSD là SD Flash. Và một cái lưu ý khi dùng SD Flash đó là trước khi các bạn dùng cái phần mềm này, các bạn phải đăng ký trước một cái tài khoản, đăng ký trước một cái tài khoản rồi hệ thống sẽ xác nhận cho bạn dùng. Và cái công cụ này quản lý cái ổ cứng SD của bạn nó rất là hiệu quả và nó dành cho những ai dùng SD đấy. Và bây giờ thì nhiều người dùng SD hết rồi chứ không dùng động cơ nữa. Đấy. Và một số cái công cụ mình cũng bỏ sẵn qua đây luôn rồi. Và cái video mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý và quan tâm theo dõi. Nếu như mà quý vị cài cái bản boss này vào máy mà có những cái trục trặc hay những cái lỗi gì thì cứ contact cho mình ở theo cái thông tin ở phía dưới. Mình sẽ sẵn sàng support cho bạn ngay, hoặc là các bạn có thể liên hệ qua mình bằng cái kênh nào tùy ý cũng được. Ok, cảm ơn.